đang em trai chiếu ra sân ngồi đàn cầm micro chân e cho rồi thử alo bánh tét bánh dừng nhà ai nấu mà hương thơm lừng tiếng pháo tưng bừng nó cùng rộn ràng đón chào mùa xuân ba má nói năm nay em phải đưa chàng rể về cùng chơi đến hết mấy mùng rồi thì ngồi xuống tính chuyện trầu cao con gái con lứa gì đâu mà ta nói 30 tuổi đầu ê chàng ê chật bao lâu thì cái tình là ông bà quá râu Thank you.